và người mẫu Nam Phong, ai sẽ giành phần thắng? Những món ăn đẹp mắt, những giây phút cực kỳ vui nhộn, hấp dẫn và đầy kịch tính. Vũ, Vũ, ăn, ăn đi Vũ, ăn, ăn đủ đi Vũ. Trời ơi, trời ơi, đừng, đừng, đừng quay rồi, đừng quay rồi. Ăn đi, ăn đi. Hồi nãy có dòm cái món này chưa? Người ta xếp sao, xếp là tè lè vậy? Một góc mà nó không được che cái thầy. 30 giây bây giờ làm cái gì 30 giây? Đấu trường ẩm thực được phát sóng vào lúc 20 giờ 5 phút tối Chủ nhật ngày 21 tháng 10 năm 2018 trên kênh VTV9. Điều 101, sản phẩm bảo vệ sức khỏe và giải độc bia rượu. Uống 1 đến 2 viên với cốc nước đầy, sử dụng trước bữa ăn hoặc trước khi uống bia rượu.